Torichumi. Cô bé Mary cảm thấy rất là phấn khích khi ăn bữa tối, rồi nhảy ra khỏi bàn, kêu phải điện thoại cho bà trước khi đi nghỉ với trường. Now report the story to me. Mary felt too excited. Now that's the wrong one. Now speak up. Speak up. Mary felt too excited. To eat her dinner. One more time. Mary felt too excited. To eat her dinner. Yeah. Suddenly she. Nào nhảy ra khỏi bàn. No. Suddenly jumped up from the table. Nào, nói về quá khứ cho nên ED không phải phát âm ra nặng nào. Nghe nè, nhìn nè. Jumped up from the table. And said. Rồi, con sẽ gọi cho bà rồi mới đi nghỉ với trường. I am going to phone grandma before I go into school trip. Đâu, gần đúng rồi. Tôi sẽ là cháu sẽ I'm going to phone grandma before I go thôi chứ. Sao I going được? Nào, đó one more time. I'm going to phone grandma. Nào, tập trung nào, nhìn nè, tập trung nào. I'm going to phone grandma. Before I go on my school trip. Before I go on my school trip. Before I go on a school trip. Ah, yeah, you should listen one more time and follow, speak up.